Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã đến với một video của Thuận Mobile. Ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp và đánh giá chiếc Samsung Galaxy A8 năm 2018. Thì đây là một sản phẩm mà đang rất hot trên thị trường bởi thứ nhất là cũng thiết kế khá là đẹp, cũng như là có hai camera trước. Thì liệu rằng là những cái này có thật sự hữu ích hay không? Chúng ta hãy cùng mở hộp và đánh giá xem chiếc Samsung Galaxy A8 năm 2018 có gì nhé. Vâng, thì trên tay mình hiện tại là chiếc hộp của chiếc Samsung Galaxy A8 năm 2018. Phía sau thì sẽ có một số cái thông số như là công nghệ màn hình là Infinity Display, hai camera trước, rồi khả năng kháng bụi kháng nước là lên tới IP68. Ngoài ra thì máy này cũng được trang bị là kết nối mới nhất là kết nối 4G LTE và kèm theo đó là màn hình là 5.6 inch. Rồi chúng ta sẽ có thêm những thông số gì ở phần sau. Camera là 16 megapixel mặt sau, mặt trước là gồm 16 megapixel và 8 megapixel dành cho camera phụ để lấy chiều sâu. Máy thì được trang bị bộ nhớ RAM lên tới là 4GB và bộ nhớ trong là 32GB, có vẻ khá là đủ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc máy này ra. Thì như mọi cái video mà mình sẽ mở hộp và đánh giá chiếc máy, thì chúng ta trước tiên sẽ xem rằng phía trong một chiếc hộp đầy đủ của chiếc A8 2018 thì sẽ có những gì. Mình thấy đây là một khay chụp SIM nè. Đó, sau đó chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Rất là hay. Đó chính là ở phần chiếc A8 này, họ lần đầu tiên thì Samsung đã tặng kèm thêm cho người dùng, đó là chính là một chiếc ốp lưng trong khá là cứng. Thì mình sẽ cùng xem cái này phía dưới như thế nào ha. Rồi, để ở đây chúng mình ốp thử. Cái cách đóng hộp của Samsung lần này á là cái máy sẽ nằm phía dưới của cái hộp giấy, vì vậy mình có liên tưởng là khá giống với iPhone á. Đây, đây là chiếc Samsung Galaxy A8 năm 2018. Mình sẽ để nó qua một bên bởi vì chúng ta sẽ tìm hiểu bộ phụ kiện của nó trước đã. Bộ phụ kiện tiếp theo sẽ bao gồm đó chính là một cái dây cáp USB Type-C nè, một cái sạc nhanh nè, rồi một cái tai nghe 3.5. Vâng, vậy là chúng ta đã thấy hết được một cái bộ phụ kiện của chiếc Samsung Galaxy A8 là bao gồm có những gì rồi ha. Rồi, để hết những cái này qua một bên, chúng ta sẽ nói về cái ốp lưng trước. Tại sao thì chiếc A8 này lại được trang bị cái ốp lưng? Bởi vì cái phần viền của cái ốp lưng này mình cho khá là dày, mình cảm nhận được ngay lúc đầu là nó khá là dày và những cái góc của nó bo tròn rất là kỹ. Nhưng ở hai phần trên này nè, nó vẫn có cảm giác sườn sượng. Đây, sườn sượng đây. Vì vậy cái việc mà chúng ta được trang bị thêm cái ốp lưng thì nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm của người dùng tốt hơn và bảo vệ tốt ở bốn góc này. Đây, các bạn có thấy ha, nó rất là khó để gắn vô, nhưng khi đã gắn vô thì nó hoàn toàn gọi là ôm khít cái máy luôn. Chúng ta không cần phải mua thêm bất cứ một cái phụ kiện ốp lưng nào cả, bởi vì cái lưng phụ kiện này đã gọi là khá là đẹp rồi, trong giữ được cái màu sắc của máy, và đặc biệt nếu là chiếc màu tím thì chắc là chắn sẽ rất là đẹp. Rồi, bỏ vào bên, chúng ta sẽ tiến hành gọi là đánh giá và trải nghiệm nhanh chiếc Samsung Galaxy A8 năm 2018 này ha. Phải nói rằng cái thiết kế của chiếc A8 này nó là con lai giữa dòng A2017 với lại những chiếc Samsung Galaxy S8. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì nó sở hữu cái màn hình là Infinity Display, và cái điều làm mình nghĩ ngay tới S8 đó chính là bốn phần viền góc của màn hình được bo cong. Những cái điểm bo cong này nó khá là mềm mại, không có giống như LG G6 đâu, nó rất là mềm. Samsung đã làm rất tốt điều này. Giao diện mà máy đang sử dụng á, là giao diện của S8, giao diện hoàn toàn mới và gần như nó ít mang lại đồ trễ, giảm đi các hiệu năng sử dụng xử lý trong máy. Ở mặt trước là một màn hình 5.6 inch, với A8 Plus thì nó sẽ có màn hình lớn hơn. Nhưng cái màn hình này có cái điểm gì khác và đặc biệt nữa mà các bạn cùng để ý, đó chính là cái cảm giác mà khi vuốt 2.5D của chiếc máy này hoàn toàn rất khác, khác cực kỳ. Bởi vì cái phần mà được vuốt này nè, nếu các bạn để ý kỹ nè, nó được vát gọi là vát phẳng luôn, xong rồi bắt đầu nó thẳng vô đây. Cái cảm giác sờ nè, nó rất là cứng và mình không thích điều này cho lắm. Mình hoàn toàn không yêu thích điều này. Ở mặt lưng thì chiếc máy này thì đã có rất là nhiều tin đồn rồi, và cũng như là hình ảnh chính xác của nó cũng đã có, đó là một cái mặt kính với một cảm biến 16 megapixel mặt sau. Cũng theo đó là có một cảm biến dấu vân tay được nằm ở phía mặt sau của cái camera. Mình lại thích vị trí này hơn, bởi vì cái vị trí này á, nó sẽ giúp cho mình để tay nè, nó tiện ích và dễ dàng hơn là cái vị trí để bên đây của chiếc S8 hay là chiếc Note 8 ha. Rồi, ở phần mặt lưng này cũng được mang một tính chất gọi là bo cong, nhưng vị trí bo cong này hoàn toàn bo rất mạnh. Phần viền là phần trên được bo cảm giác như rất là mạnh luôn á. Chúng ta chỉ cần bo thẳng một góc xong nó cong thẳng ngang qua luôn, chứ nó không có kiểu là mềm mại như chiếc Note SE hay là chiếc S8 đâu. Nó cảm giác hơi cứng. Và một điều mình nhận ra ngay đó chính là cái kích thước và trọng lượng của chiếc máy này. Phải nói là cái trọng lượng nó khá là nặng, rất là nặng. Và cái chiều dày của nó, đây các bạn thấy không, nó không phải là một trong những mẫu điện thoại mà mỏng theo xu hướng trên thị trường.
mà nó mang lại một cái độ dày để có thể chứa được tất cả các linh kiện cũng như là có khoảng trống để giữ được cục pin lớn hơn, giúp cho người dùng có thể có khả năng trải nghiệm về thời gian sử dụng tốt hơn. Chiếc A8 2018 này sở hữu một kích thước màn hình hoàn toàn mới, đó là 18.5:9. Thì đây là cái kích thước màn hình mà gần như sau này tất cả các máy đều hay sử dụng. Bởi vì với cái kích thước màn hình này thì khi mà nhà sản xuất nội dung họ tạo ra thì họ thường làm theo tỷ lệ là 21:9 trên cái rạp chiếu phim. Vì vậy á, khi mà mang cái này ra nè thì chúng ta sẽ cho phép chúng ta có thể trải nghiệm cái góc nhìn nó rộng hơn, nó rộng hơn rất là nhiều nha. Và chiếc máy này thì được trang bị là chính là màn hình Super AMOLED với độ phân giải là Full HD 5.6 inch. Thì với cái màn hình này thì rõ ràng chúng ta có một cái khả năng hiển thị cực kỳ tốt, cũng như là tối ưu hóa mặt trước với màn hình hiển thị này sẽ giúp cho cái việc cầm nắm của máy nó sẽ nhỏ gọn hơn. Chiếc máy mặc dù có kích thước khá là lớn nhưng mà rõ ràng thì nó sẽ mang lại cảm giác cầm nắm cũng dễ chịu hơn. Và chính cái độ dày này cũng giúp cho cái máy này nó cảm giác cầm dễ chịu hơn. Cái viền xung quanh của chiếc A8 2018 là hòa tiệp chung với lại cái màu sắc chủ đạo của chiếc máy, như ở máy mình đang cầm là màu đen thì nó sẽ là cái viền màu đen luôn. Mình thích cái tổng thể này nhiều hơn so với cái việc gọi là làm cái màu viền nó bạc, mặc dù nó đẹp á nhưng mà nó hơi khó chịu. Ở phần dưới thì chúng ta rõ ràng sẽ thấy rằng nó là mặc dù Samsung đã mang khá nhiều cái điểm giống trên những dòng S8 hay là Note 8 nhưng dòng A thì vẫn là dòng A. Phần loa sẽ được nằm tập trung ở bên cạnh bên phải chứ không phải là nằm ở phần dưới theo cảnh đối xứng. Vì vậy ở phần dưới này chúng ta sẽ hơi bị gọi là hụt hụt, cảm giác nó hơi hụt hụt á. Chắc là mình quen với những cái máy mà đã có cái loa ở đây rồi nên cảm giác nhìn ở đây nó khá là hụt. Chúng ta sẽ có thêm một cổng kết nối USB Type-C nâng cao khả năng sạc cũng như là dễ dàng cắm sạc vào ban đêm. Cái mic chính và một cái jack cắm tai nghe là 3.5 nằm ở đây. Hai phần dãy nhựa bắt sóng cũng đã làm được trùng màu so với tổng thể của chính chiếc máy. Với camera mặt sau là 16 megapixel và camera mặt trước sẽ là cho phép hai ống kính, một ống là 16 megapixel, một ống còn lại là 8 megapixel sẽ lưu lại chiều sâu của vật thể để có thể xóa phông. Thì đây là một trong những chiếc máy đầu tiên mà Samsung trang bị hai camera trên sản phẩm tầm trung của mình. Nếu nói về hiệu năng, kích thước màn hình, độ phân giải màn hình hay là việc chụp hình có tốt hay không thì mình sẽ nói vào một video sau. Còn với bây giờ thì mình chỉ mở hộp và đánh giá nhanh sản phẩm mà thôi. Rõ ràng thì A8 2018 là một sản phẩm cận cao cấp với mức giá khoảng tầm hơn gần 10 triệu. Thì thật sự đây là một sản phẩm đẹp, đẹp cả bề ngoài, đẹp cả bên trong về cấu hình RAM 4GB và đẹp luôn cả viên pin của chiếc máy, sẽ mang lại một thời lượng sử dụng cực kỳ tốt. Cảm giác cầm nắm của nó thì nó đáng tiền hơn. Tại sao mình gọi là đáng tiền? Nó không có quá nhẹ, nó không có mỏng manh mà cảm giác như mình đang cầm một cọc như vậy nè. Đó, có thể cầm một cọc luôn, rất là dễ chịu. Và nếu các bạn nghĩ sao về sản phẩm này hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy nhớ like và share cho bạn bè cùng biết, subscribe kênh YouTube của Thủ thuật Mobile. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video trải nghiệm và đánh giá những sản phẩm mới nhất.